Xin chào bà con đã đến với kênh Trung tâm Cây giống Tâm Đảo của tôi. Hôm nay tôi quay cho bà con cái mô hình trồng sen canh giữa cây cát sâm và cây khôi nhung tía bác nhé. Đây là cái vườn nhà tôi, cái cát sâm khá là già rồi. Đây là cái vườn cát sâm này. Đấy, tôi vừa mới thu quả các thứ xong. Đấy, cái vườn cát sâm này nhà tôi là dùng để chủ yếu để thu hạt giống các bạn nhé. Đấy các bạn, đấy, đây là thu hạt giống nên là chúng tôi không cắt cắt cành. Đấy, còn nếu mà cắt sâm mà các bác trồng để lấy củ ấy thì các bác phải thường xuyên cắt tỉa để cho nó nuôi củ. Đấy, nhưng riêng mà ở đây cái vườn cắt sâm của chúng tôi là chúng tôi là dùng để lấy quả, lấy quả để chín, sau đó chúng tôi lấy hạt và ươm thành các cái cây giống con, cây giống cắt sâm con để phục vụ quý bà con. Đấy, đây mô hình này đấy. Đấy, nó có đây khoảng hơn 1 hect cái vườn cây cắt sâm của chúng tôi. Đấy, thế thì tận dụng cái việc cắt sâm chúng tôi làm dàn lên thì bên dưới chúng tôi sẽ xen canh thêm, đó là cây khôi nhung tía. Đây nhá bà con nhá, trên là cắt sâm này, nhưng dưới đây ạ, dưới là cái khôi nhung tía này các bác này. Đấy, khôi nhung tía lá rất là to rồi nhá. Đấy, đây trên là tôi làm dàn lên là cây cắt sâm và dưới là khôi nhung tía này các bác này. Đấy, đấy khôi nhung tía đây. Đấy, khôi nhung tía rất là nhiều luôn, lá rất là to. Nhất là cây khôi nhung tía này thì các bác là thấy là nó rất thích cái ẩm bóng mát. Đấy, nên là lá rất là to và phát triển rất là tốt. Đấy, đây các bác thấy này, cực kỳ nhiều luôn. Đây, bên này thế này. Đấy, cây khôi nhung tía. Đấy, rất là nhiều. Như vậy là các bác có thể là vừa tận dụng cái việc thu hoạch quả hoặc củ cây cát sâm, đồng thời chúng ta lại có thêm một nguồn thu nhập nữa, đó là từ cây khôi nhung tía. Đấy, mà trên thị trường như hiện nay thì cái cây khôi nhung tía như này thì nó đang có giá dao động là 100 đến 150 đến 200.000 một kg lá khô. Lá khô các bác nhá. Còn đối với bán lẻ ở các nhà hiệu thuốc các thứ nó rơi khoảng 400 đến 500.000 một cân lá khôi nhung tía các bác nhá. Đấy, lá khôi nhung tía. Đấy. Đây, đấy đây là cái khôi nhung tía các bác nhá. Đấy. Đấy. Đây vườn khôi nhung tía đây. Rất là tuyệt vời luôn các bác ạ. Cái lá này rất là to các bác nhá. Đấy. Khôi nhung tía lá rất là to. Đẹp. Đấy, mô hình sen canh giữa cây cát sâm và cây khôi nhung tía. Đấy. Qua nhá. Đấy, trên đây. Đấy, dưới là cây khôi nhung tía đây. Đấy, cỏ kia chúng tôi đã làm rất là sạch. Rất là sạch sẽ. Đấy. Nên là các bác nào có nhu cầu mua cây giống cát sâm cũng như là các loại cây giống lâm nghiệp, cây dược liệu hoặc là các sản phẩm về dược liệu như lá khôi nhung này. Đấy. Rồi các sản phẩm về dược liệu khác. Đấy, các bác cứ alo chúng tôi nha các bác nhé, để chúng tôi có thể là giải đáp thắc mắc và cung cấp các sản phẩm tốt nhất cho bà con. Đấy, nhất bà con. Đấy, đây lại có thêm một cái cây xạ đen nữa này các bác này. Đấy, đây cây xạ đen này. Đấy, cây xạ đen này thì đấy, đây cây xạ đen đó, cũng từ hạt xạ đen mà ra. Đấy các bạn. Đấy. Đấy, chúng tôi lại xen canh thêm cả xạ đen nữa các bạn nhé. Đấy, đây, đây xạ đen này các bạn này. Đấy. Đấy, khôi nhung đây. Đấy, các bác rất là nhiều. Đấy, các bác nào có nhu cầu thì hãy liên hệ với chúng tôi qua cái số điện thoại là 0976 836 586. Đấy. Hotline chúng tôi là 0976 này 836 586 bác nhá. Đấy. Đấy, rất là nhiều luôn. Đấy. Xạ đen các bạn có thể ươm ở dưới này được, bởi vì là
là nó cũng ưa bóng mát. Đấy. Đấy, rất là nhiều luôn. Đấy, đi dọc đây theo con đường thân yêu tình yêu của vườn cây giống cát sâm để bà con cùng chiêm ngưỡng. Đấy, bên này là vườn cây ăn quả, cây giống cây ăn quả các bác nhé. Đấy, cây hồng, hồng siêu ngọt siêu quả. Đấy, hồng siêu ngọt siêu quả. Đấy, đây, bác ạ. Khô nhung tía rất là nhiều ở dưới này. Đấy, bạt ngàn luôn, bạt ngàn luôn các bác ạ. Đấy. Đấy, bác nào có nhu cầu thì hãy liên hệ với tôi qua số điện thoại là 0976 836 586. Đấy, dẫn bà con đi một vòng cùng chúng tôi nhé. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bà con ở những video tiếp theo. Sẽ giới thiệu cho bà con những cái cây khác nữa nhé. Và chào bà ạ. Đấy.